Kính thưa quý vị, sáng nay mình đi quay clip thì vô tình gặp một cái anh bị chó dí, nhân cầu tranh quyền. Nói chung là ngày xưa mình nhớ lại cũng bị chó dí mấy lần á, thậm chí bị nó cắn nữa và phải đi chết đó quý vị ha. Cho nên chỉ bây giờ á, mình gặp mấy cái con chó mà nó hung hăng á thì mình rất là sợ luôn quý vị. Và khi bị chó rượt đó quý vị thì mình cứ đi lùi thôi, đừng có chạy. Đi lùi một hồi thì nó cũng chán chê mà nó bỏ đi. Còn mình nếu chống cự hoặc bỏ chạy là nó dí theo nó cắn đấy. Kính thưa quý vị, hôm nay là 6 giờ sáng đó quý vị ha. Thì mấy ngày hôm nay trời Đà Lạt buổi chiều hay mưa, cho nên cái hình ảnh và khí hậu nó cũng hơi xấu. Khi mà quay lên nó hơi xấu đó quý vị. Cho nên buổi sáng mình tranh thủ đi quay sớm. Và hôm nay mình thấy ở ngoài bờ hồ Xuân Hương có một cái ráng mây màu vàng rất là đẹp, chắc bình minh vừa ló rạng lên. Thì cũng sẵn tiện đây mời quý vị anh chị và các bạn cùng với mình đi ra đó ngắm bình minh với quý vị ha. Đà Lạt năm nay thì bước vào mùa mưa sớm, cứ sáng nắng chiều mưa và có những cái cơn mưa bất chợt đó, cho nên chúng ta khi ra đường cũng nên đem theo ô dù hoặc là áo mưa. Bầu trời Đà Lạt sáng nay thì khi bình minh ló rạng lên, nó rọi vào những cái áng mây này nè, thì nhìn nó óng ánh rất là đẹp luôn quý vị ha. Mình đang đứng trên cầu Ông Đào đó quý vị ha, ngay trung tâm. Ở mé bên kia là hồ Xuân Hương đó quý vị. Và ánh bình minh nó đang lên và lấp ló ở những cái tán cây thông đó quý vị, rất là đẹp. Khí hậu mát mẻ trong lành, còn thêm cái cảnh vật như thế này thì trong lòng cảm thấy rất là khoan khoái luôn quý vị ạ. Vào mỗi buổi sáng sớm nếu như mà chúng ta rảnh rỗi có thể mua một ly cà phê ra ngồi đây, vừa uống cà phê vừa ngắm bình minh, ngắm trời ngắm đất ngắm mây, không cần phải ngồi trong quán chật chội bức bí đâu quý vị ha. Hôm nay nắng ấm đồng màng sương, trăm hoa trải lối khắp nẻo đường, mây trời phủ bóng xuân hương,
bay theo ngọn gió vô thường về đâu. Ở trên cộng đảo này thì người ta trồng khá là nhiều những cái cây hoa hồng đủ màu sắc. Thì hoa hồng này nó cứ nở quanh năm đó quý vị ha. Sức sống của nó phải nói rất là mạnh liệt luôn. Nói chung không phải chỉ riêng Đà Lạt mới có những cái cảnh bình minh đẹp như thế này đâu quý vị ha. Ở trên đất nước Việt Nam mình, bất cứ một vùng quê nào, ánh bình minh khi đang lên nó cũng đẹp hết. Nó mang lại cho ta cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Nếu như một buổi sáng chúng ta ra những khu vực như thế này quý vị ha, và ngắm bình minh thì làm cho tâm hồn chúng ta tạm thời quên đi những cái buồn phiền lo toan trong cuộc sống, và làm cho cái tâm hồn của mình trở nên tươi trẻ hơn nữa quý vị.